mẹ cha tám. À, chào các bạn, bây giờ mình đi ra bắt con cá tra lên nấu canh chua. Đây nè, bây giờ kiếm mấy con ếch này vụ cá tra nè, kiếm mồi vụ đó. Cá tra nó mới nuôi được 3 tháng chưa? 3 tháng mấy ngày, để coi bắt lên con cá bay lớn, bắt kiểu gì đi. Mấy ếch này ớt này được bao nhiêu ngày rồi ta? 2 tháng 10 ngày. Sắp sửa bán rồi. 2 tháng 10 ngày tính ớt nở nha. Thì cũng sắp sửa bán rồi. Không có lựa ra cho nó đều. Được, ớt cũng có lượng nhiều mà giờ không còn nhiều chứ không có lựa. Không. Không. Nó cũng hơi đều chứ. Người ta nuôi mấy chỗ nuôi thấy gì đâu, con bành kia to chút xíu. Cái lứa này có lựa cái không? Em lựa để lại hả? Ừ. Chiều nay ép là ép đằng cho trống bồn rồi mới lựa. Trống bồn lựa trăm mấy 200 con. Trời má ơi nó đơ kìa. Mấy cái này phải cắt ra chứ không cắt ra cá đâu ăn được. Có 4 mùng này mà một lứa hả? Còn mùng kia là nhỏ hả? Sao nó ngang ngửa nhiều vậy? Nắng hay sao? Trời. Trời. Thế thời tiết giờ nó cũng đỡ rồi chứ. Ăn 3 thử 1,5 triệu. Trời ơi. 2,5 triệu chứ. Giờ phải hạn chế cái đó, mấy cái tiền đó giờ nó chỉ lại nữa. Năm nay thì khó thì khó chăn nuôi. Bữa gặp đi để hội đồng gặp mấy ông mà nuôi cá cha rồi nuôi cá sặc, nuôi cá chê cái nào cũng vậy. Cái thời tiết hôm nay nó làm sao đâu. Hôm nay mấy người nuôi cá rồi cũng vậy. Nuôi mấy đợt mà mừng mấy tấn hết mà chưa được 2 triệu thì nãy đi gặp mấy người mình ta nuôi cá chê rồi ta nuôi tôm mình ta cũng nói. Nó có tin mà ở Tiền Giang mà ta nuôi tôm được không? Không ngự là cá nó gọi lên nó đào. Không. À mua khoan giếng lấy nước mặn nuôi vậy. Chết luôn. Mấy cái đó là làm cho mốt đất đây nó nhiễm mặn hết. Đâu bó đó là nghỉ trồng trọt luôn. Mấy con bự giờ mình đi ra nó không có tự bu lại nha, mấy con nhỏ đi ra nó bu lại. Với cái này nó cũng thưa à. Cũng thưa à. Cái mùn này người ta là 7,000 mà giờ này có 5,000. Rồi giờ lấy tay bắt lên nè. Rồi coi ông lấy tay sao mà ông nắm lên đi. Lưỡi con to kìa. To được nửa ký ta. Ký mấy á. Bắt mấy rồi là con ký mấy. Cái gì mới 3 tháng ký mấy? Bắt nó ăn mấy con là con ký mấy rồi bắt. Nó chơi hoài trời. Tọt ai xuống lửa con nào bự quá á. Rồi lựa con nào lựa quắt à. Bây giờ người ta cắt xe sẵn đi một đống nó quăng xuống lần tôi mới lựa chứ ông quăng xuống nhiều nó rỉa mẹ nó hết. À, coi nó bắt, coi nó bắt. Cò tay xuống bắt cá tra thôi. Lựa lựa cá tra ra trong con nồi nó phải lựa. Trời ơi. Ở dưới ao mà nó làm như ở trên cạn á lựa. Nó lựa coi. Mấy con bự đâu rồi, nó chưa có lên nữa. Có lên đâu. Đâu con nào được ký đâu.
này chắc 800 gram. Hả hả? Còn con bự hơn hả? Còn khác. Ông ơi, còn con nào bự hơn con đó nữa? Còn. Đây con. Rồi. Con nói được rồi. Được rồi, rồi. Bắt vô nấu canh chua các bạn. Cá này nó đói lắm mà thọt luôn, nó quất. Cá là người ta câu là chèn rồi, cái này bắt bằng tay. Như bây giờ cá bự bên kia bắt bằng tay được hả? Con bên kia 2-3 ký bằng tay được hả? Cầm giáo không bắt. À, để đưa tay xuống, nó đớp tay luôn. Nắm cái đuôi thôi mà sao không giáp trời. Nắm cái đầu chứ nắm cái đuôi sao mà nắm được. Nắm cái đuôi xong nắm cái đuôi người ta quăng lên bờ. Chứ ai hiểu nắm cái đuôi cho nó quật lại. Có cần lá cần thử rồi. Buổi chiều à, bây giờ 5 giờ nắng quá. Nãy chuyển mưa giờ nắng. Nó no rồi. Tạo gì nó? Mấy con bự nó no rồi, nó không thèm ăn nữa. Mấy con bự nãy giờ anh về chui vô đó, anh dành chỗ, anh ăn no rồi, anh đi ra thôi. Cố tình bắt con cá cha bự. Đi rồi, con bự no rồi, đi ra rồi. Có cái bông nè. Chắc gì con đó lên bữa nay lại. Nó mới lại hai cái đó, chồm nó không đưa đầu lên. Đó 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 kìa. Đó, đó. Trời ơi. Đó kìa. Ủa con nó chắc 1,5 ký. Hôm nay bắt có khi nào bị đâm chưa? Cho miếng nước vô nó mới không giải. Trời ơi. Rồi. Bắt đại nó đi đưa lựa rồi không có ăn. Má con này tôi chà bá rồi con này ký mấy. Trên ký đó. Ừ. Một con bự hơn nữa kìa. Còn chắc ký 2 ký 3. Ủa, cái đuôi nó bị gì vậy? Nó lên đó nó nhảy nó rụng. À nó mới rụng rồi hả? Ờ, lên nó nhảy quá nó rụng đuôi. Tức là cá cha nó phải cho miếng nước vô là nó nằm im mà, không có nhảy. Rồi. Quay xách cho mẹ Nguyên. Đem cá vô nè. Trời ơi, té chạy dữ.